cái cành vượt nó có tội tình gì mà các bác lại dùng gạch, dùng đá các bác buộc dây để các bác kéo xuống như thế này. Đó, nó hỏng hết cả dàn cành luôn nha các bác. Các bác kéo kiểu này nha, cái da cây ấy, cái vỏ cây ấy, nó bị rạn, nó bị nứt hết ra. Nó không thể phát triển bình thường được. Rồi từ các cái vết nứt đó, đó mưa nó rơi vào, nó gây nấm, nó gây xỉ mủ, nó gây mọt đục tùm lum cả nha các bác. Đó, em không biết ai bày ra cái trò này đây. Mà cái cành vượt này nó đâu có tội lỗi gì đâu ạ. Nó mọc vượt lên ấy và nó sẽ ra các cành cấp 2. Và những cái cành cấp 2 ấy, nó đeo trái rất là kinh khủng như các bác mà. Còn mấy cái cành phía trên ấy, mấy cái cành đi ngang phía trên rồi nó cũng thẻ theo cái đường ánh sáng mà nó lé ra, nó ra nó cân bằng hết lại mà. Cây cối nó biết cách sắp xếp hết nha các bác, các bác không phải non cho nó. Các bác đừng làm cây như này tội nó lắm. Và về lâu về dài ấy, khi mà cây nó trên 10 năm ấy, thì cái cành vượt nó không khác gì một cái thân thứ hai đâu ạ. Nó đeo trái trực tiếp trên đó và cái sản lượng nó luôn duy trì mức rất là cao. Tội gì mà các bác lại đeo gạch đeo đá cho nó như thế này. Và cứ đeo như thế này ấy, thì cây nó giặt dẻo mãi nó không thể lên nổi đâu các bác ạ.